Ok, xin chào anh em. Hôm nay chúng ta lại chơi một tựa game mới. Một tựa game tiên hiệp, một sản phẩm Việt hóa của hội game Á Châu. Một tựa game được đánh giá là The Witcher của Trung Hoa. Chúng ta cùng chơi thử xem là nó xứng đáng với cái danh hiệu này không nhá. Ok, let's go. Ok. Mùa đông năm 91 lịch Thái Dương Hoàng Đế. Game khá đẹp. Được. Vừa vào đánh nhau luôn à? Sử dụng tính năng tân thủ hay không? Ok. XE. Ok. Kỹ năng chiến đấu là XE. Ok. Từ từ đã, nó bị rung mà từ, đánh xong đã, chạy nhanh và né đòn. Chào Hiếu Vũ Đức nha, cơm rồi ông ơi. Nhận sát thương. Kiệt lắm thế. Thank you.
Con này, cái băng này khó chịu đấy. Cái này là tiên hiệp. Nhưng mà chắc là lúc đầu... Nhưng mà nó không kiểu... thần thành hóa lắm đâu. Ma khí ở khu vực này tạm thời được chấn áp, về thành. Trên đường đi giữ vững cảnh giác. Vương thượng, thương thế của ngài. Thằng này, mình là hoàng thượng luôn à? Từ đã, tôi đang ở, đang bị ở cái chế độ... tay cầm bị rung. Tắt đi. Thì từ từ đã em mới vừa chơi biết được nó có cái gì. Game này nó kiểu giống như The Witcher thôi. Ông nào mà chơi Witcher thì sẽ hiểu. Mẹ. Mấy cái lìn thông báo. Mười chín tháng ba không ơi. Ô có gì đây này. Có khí tức của ma chủng. Chào nông trường nha. Con đã xảy ra chiến đấu có vẻ một ngày trước. Nhưng không có thi thể, có lẽ cha mẹ của nó đã cố ý dẫn ma chủng đi khỏi. Gần đây sức mạnh của lũ hạ đẳng ma xâm nhập quang minh dã đã mạnh như thế này. Ngay cả cư dân phụ cận Thiên Lộc Thành cũng bị chúng bức hiếp. Vương thượng, ngài nói xem có phải ma lực lại có xáo động gì chăng? Mang về thành, tạm thời giao cho Từ Âu phòng chăm sóc. Nếu cha mẹ nó trở về, ắt sẽ tự đến tìm. Đó, bắt được cái con của nợ gì đó. Đã ai biết bay kiểu gì? Hoàng thượng mà không có ngựa để cưỡi nhỉ?
có sương mù. Cảm giác này là ma trùng. Kỳ lạ thật, chúng ta đã tuần tra phần lớn các nơi quang minh giã suốt cả đêm, còn tập trung áp chế mấy chỗ có ma khí nặng nề. Cho dù có sót chỗ nào thì cũng chỉ là vài con hạ đẳng ma du đáng mà thôi. Theo lý mà nói không thể yên ổn vài ngày. Có cần quay lại xem không? Tiếp tục tiến lên. Sương mù không thể đến từ nơi đây, mà nơi đậm đặc lại đến từ hướng Thiên Lập Thành. Speed, làm gì có speed em. Bọn này nó tăng hình à? Nó xong rồi. Cái này là máu. Quá khó chịu thế. Lần lần mọi chết cả bà đi. Con mạng đánh lắm thế. Ủa
Hết chưa? Còn chưa, nó vẫn trốn được. Chào lạc lối nha. Chúc em buổi tối vui vẻ nha. Ơ, vẫn còn á? Lắm thế nhỉ? Đủ mẹ này. Chào Phi Nguyễn nha. Chạy nữa đi. Anh ở đâu á? Anh ở đâu còn lâu em mình nói. Ôi giời ơi. Cái quái gì thế này? Ô, một con là xong à? Cái này là không có crack đâu không? Ông phải bỏ tiền ra mua trên Steam ấy. Cái này không có crack đâu. Là dị chủng. Nó đã hút lấy những ma vật khác trong quang minh dã. Ok. Nó là cái con gì? Người đá à? Trông chả có tí gì đáng sợ cả. Lùi xuống hết. Ủa. Phải chứ. À. Ôi. Ôi, từ từ đã hết máu. Ok. Làm gì nhau? Gì đây? Oh.
Chết chưa? Có phải tốn máu phết nhỉ? Ta môn chi chỉ di động 5 lần nữa rồi. Mình phải nhanh chóng giết được cái con này. Game đẹp mà, game đẹp mà. Mà con này khó chịu nhỉ. Đây là cái gì? Sắp hết mẹ máu rồi. Bọn này nó cứ hồi sinh. Chết cả bạn mà đi. Phải để ý cái tay kia nữa. Sắp chết, sắp chết rồi. Ok. Cast skill liên tục được cái gì nữa. Cứ có thể lực được cast skill luôn đi. Drop Shogun 2 à? Hơi đen không ạ? Như kiểu thành của bọn tiên nhỉ, bọn người ép ấy. Các ngươi về nghỉ đi. Vương thượng.
Nhiều việc đáng lo, suốt ruột cũng vô ích. 3 ngày trước ta sai Lam Tương dẫn một đội rời khỏi Quang Minh Giã, đi tra xét những khu vực khác trong ma vực. Chắc y cũng sắp về thành rồi, chi bằng bình tâm lại chờ tin tức. Vâng. Nghĩ đến đang đi học lại phải nghỉ. Nghỉ ở nhà mà học online đi chứ. Vương thượng, tiểu nhân đi gọi Tình Tuyết cô nương đến đây để trị thương cho ngài. Tình Tuyết cô nương à? Trị thương à? Nếu cô ấy thấy ta... Cái gì? Thì chỗ này nó chả giống ở trên cây, trên rừng, cái gì nữa. Làm cái gì mà mặt mày ủ rũ như thế? Lần này các ngươi ra ngoài tuần tra cũng thật là chậm chạp. Lũ ma chủng bên ngoài cái gì đó cửa phức tạp xuất hiện một dị chủng rất mạnh, hoàn toàn chẳng giống như hạ đẳng ma. Các ngươi trong thành không cảm thấy sao? Ngươi cũng biết là gần đây đại trận Thiên Lộc Thành mỗi ngày một yếu ớt. Từ hôm nay trở đi, nếu không có đội đi tuần tra bên ngoài, đều phải phái chiến sĩ đi giữ cửa. Chỉ lo là đại trận không thể giữ được. Được rồi, đừng lo lắng. Nếu mai vật đụng vào kết giới của Cốc Tà Chi Môn, có lẽ toàn thành cũng phải rung động. Cái thành này tên là Thiên Lộc Thành, con dị chủng là vương thượng. Sức mạnh đó đổi lại là bọn ta chắc chắn không thể ứng phó nổi. Dù sao, người cũng là vua của Thiên Lộc Thành. Một năm trước khi vượt qua kỳ tuyển chọn cận vệ, ta thật là quá đỗi vui mừng nghĩ đến cảnh sau này có thể cùng sát cánh bên vương thượng trừ ma dẹp loạn. Vết thương mà vương thượng gặp phải trong chiến đấu vẫn chưa hề bình phục. Thế sao? Phần chân lên nào, ngươi nên hiểu tính cách của vương thượng. Ngươi mặt mày ủ rũ thế này thực sự đã phụ công dạy bảo của người. Ngài ấy chắc chắn đã sớm suy tính mọi điều, nếu không đã chẳng sai ta đi nhân giới. Vì điều đó mà ta phải tìm kiếm ở đấy suốt 10 năm trời. Ngươi muốn nói về người kế vị? Mấy ngày nay hắn đang ở Ly Hỏa Điện. Tiến về Ly Hỏa Điện ở phía đông. Tí rơi xuống. Nghe như kiểu hoàng thượng ấy chứ có phải vương thượng không nhỉ? Tịch Tà Vương xin dừng bước. Ta nghe nói Ứng Lũy nói ngài đã bị thương. Vết thương này không cần phải trị liệu. Ta mời Tình Tuyết cô nương đến để hỏi cho rõ. Ta còn có bao nhiêu thời gian nữa? Đẹp đấy. Vết thương mới chưa có lành. Tiếp tục dùng thuốc lúc trước, chưa có vận động sức mạnh. Huyết mạch có lẽ là được 2 ngày. Đa tạ sự giúp đỡ của cô nương những năm qua. Người cần nói đa tạ là ta mới đúng. Nếu không có Thiên Lộc Thành, có lẽ ta vẫn còn lang thang khắp trốn, chẳng có mục đích. Xin từ biệt ở đây. Tình Tuyết cô nương sau này có thể quay lại nhân giới, hoàn thành tâm nguyện của mình. Được đấy, game này nhân vật nào cũng đẹp. Tiến về Ly Hỏa Điện ở phía đông, tiến vào đây.
phong ấn rồi. Xem ra ngươi vẫn chưa thể quyết định. Quyết cái gì? Ở lại nơi quỷ quái này ư? Ta đâu có hứng thú với vương vị của ngươi. Khi xưa bất kể ngàn dặm muốn lấy mạng ta, nay lại cứ quấn lấy ta giam ra ở đây. Tịch tà các ngươi đến phản phúc vô thường như vậy sao? Ngươi cũng là tịch tà, chúng ta vốn là huynh đệ song sinh. Ồ, sau khi ta chết, ngươi là người kế vị. À, huynh đệ song sinh như vậy mà cũng có thể gọi là huynh đệ. Từ trong thiên hạ chắc chẳng có huynh trưởng nào kỳ lạ như ngươi. Trải qua bao nhiêu năm đột nhiên xuất hiện, nói với ta là sắp chết rồi, bảo ta kế thừa vương vị. Ngươi tưởng rằng đệ đệ của mình sẽ vui mừng khôn xiết sao? Huyền qua đại nhân, ta lần lên ở nhân giới, nhà ta cũng có nơi ở. Thiên Lộc Thành chẳng qua là đất khách mà thôi. Cái này có phim hay chuyện anh không biết nữa. Chắc là chỉ có game rồi. Nếu đã như vậy thì cứ theo lời ngươi nói hôm qua, tỉ thí một trận. À, nếu ngươi thắng tự do đi, nếu ngươi thua phải ở lại kế thừa ngôi vương tịch tà. Chỉ dùng kiếm chiêu quyết định. Thằng này tức là thằng em của thằng này. Thì thằng anh nó bị bệnh sắp chết thì muốn bắt thằng này làm ấy, nhưng mà thằng này không chịu. Kẻ ăn không lết người lật. Ơ, à không, mình không phải điều khiển. Tâm nguyện của Tình Tuyết là tìm Bách Lý Độ ở cổ kiếm 1 thế à? Tôi không chơi cổ kiếm 1, 2 nên tôi cũng chả biết nữa. Thua rồi. Trời, cho chi thế này, người đấu với ta như vậy sao? Thế này mới công bằng. Yêu lực chẳng những dùng trong chiến đấu, nó còn được tích lũy qua 5 tháng rèn luyện thể phách, khiến cho tốc độ và sức mạnh của tịch tà vượt xa con người. Game offline không ơi? Đương nhiên, nhiều năm kìm nén thì nó sẽ kiểu như có tác hại trong cơ thể. Chớ có phí lời, tiểu gia ta chính là người tầm thường, dùng yêu lực cái gì chứ? Lần này không tính, đợi ngươi khỏe lại rồi tỉ thí. Thua là thua, nên quyết thì không quyết. Lỡ mất cơ hội tốt, nếu như ta quyết đấu sinh tử, ngươi đã mất mạng rồi. Huống hồ, đấu thêm trận nữa vẫn là ta thắng, nguyên nhân chắc ngươi cũng hiểu rõ. Thật tò mò muốn biết ai đã dạy ngươi kiếm thuật này. Nhìn thì mãnh liệt, mất đi ôn hòa, chẳng xứng với ngươi. Thằng em này có vẻ cúi bắp hơn. Lấy vợ được không? Ai biết được. Chịu. Game cốt truyện này thì chắc không lấy ở đâu. Bọn trẻ đều rất hăng hái. Từ lúc Bắc Lạc quay trở về hôm kia, đứa nào cũng hết mực phấn đấu. Tôi thấy còn chăm chỉ hơn lúc trước so với đích thân ông luyện truyền dạy. Bọn thanh niên ở với nhau thì càng hợp tính mà. Ừ. Sư huynh chỉ bảo, chỉ điểm cho Liễu Tư Phi. Cẳng tay quá cứng, khép cửu tay lại, tay hạ thấp nửa tấc. Chỉ điểm cho Vu Thịnh, hơi thở quá nông, ngực bụng không thở, mỗi ngày buổi trưa luyện tiếp một canh giờ. Người bước chân vô lực, hạ bàn không ổn định, chân sao lại rút thế?
Sư huynh tha mạng, hôm nay luyện lâu quá, bắp chân đệ như bị rút gân vậy. Đúng đó sư huynh, ta sư muội cũng mỏi lắm. Lúc trước mấy đứa thừa dịp ta không ở đây, thấy ta lại dễ tính, đúng là nhiều thủ đoạn lười biếng, không chịu luyện tập, giờ thì phàn nàn cái gì? Có harem mà cái gì em? Được rồi, hôm nay luyện tập đến thôi. Thì lúc nào giả cá sau nó mới mạnh chứ. Lần lượt từng người lên tỉ thí với ta, để xem các người trên nào luyện tập đến mức thế nào. Sư huynh tha cho bọn đệ đi. Ngụy Diêu, người lên đầu tiên. Đệ còn lôi thôi nữa thì để cho mọi người cái gì? Chờ, để đấu được chứ gì. Lấy một thanh kiếm mộc trên giá binh khí để đánh nhau. Ok, kiếm gỗ. Ấn những phòng ngự mặc định ở RB. Chuyên tâm. Hello TV. Gãy tay rồi. Gãy chẳng phải tốt sao? Để ngươi khỏi đi hái trộm trái cây nhà Nghiêm lão. Trộm gì chứ, lần nào đệ cũng trả tiền cho con gái bọn họ. Trả cái gì vậy? Trả tiền cho con gái à? Vậy là ý của túy ông không phải là rượu rồi. Nhất định là có kẻ kể với sư huynh rồi. Là ai mà lắm mồm thế? Chẳng có ai cả. Hôm qua Nghiêm gia đến tìm sư nương, nhìn không có vẻ gì là vui vẻ. Hả? Cảm ơn sư huynh cho đệ biết. Cứ bám lấy con gái nhà người ta nói chuyện cũng không tốt. Huynh nói xem, đệ nói mẹ đầu sang xuân, sang năm đến nhà người ta dạm hỏi. Chuyện này làm sao mà ta biết được? Được rồi, chuyện đã nói xong, ngươi đi đi. Người tiếp là ai? Xin sư huynh chỉ bảo. Ngụy sư huynh, hai người vừa nói gì như vậy? Sao mặt huynh lại bỏ ứng lên thế? Khóa mục tiêu. Mẹ. Tạ sư huynh, khá lắm. Ai ném ta đó? Ném chật rồi. Đồ ngốc. Lạc ca ca, có kẻ xấu bắt giữ tam bảo ở ngoài chợ. Chúng còn có dao. Huynh giúp chúng tôi được không? Ai mà không có mắt thế? Hai người quay về trước đi, ta đến ngay. Có phải sư huynh muốn đi dẹp chuyện bất bình như lần trước? Đem bọn đệ theo với. La sư đệ, người thầy ta tiếp tục tỉ vó mọi người. Nhỏ nhen. Thế là đi à?
ta có làm chè hạt sen, ăn một chén đã. Thôi sư nương, hoàng gia tìm con giúp đỡ, con đã hứa với bọn đại bảo sẽ đi ngay. Cũng được, nhớ phải ăn cơm, chớ để bụng đói. Dạ, sư nương. Sư nương cũng đẹp. Đi đến chợ phiên dưới núi. À, được đi ra ngoài rồi. Đường này đúng không nhỉ? Điều tra. Bắc Lạc có thể điều tra phát hiện sinh mệnh không? Ờ, tức là kiểu lút đồ đấy á. Đây. Hạt giống hoa tươi. Con mẹ xa thế. Nấm này. Cua đồng. Làm canh cua à? Thiếu gia, bên kia có bán trái cây rất ngon, để tiểu nhân đi lấy cho người. Ăn. Cái gì mà ăn? Chẳng biết ta làm gì sai, chẳng qua đã thương mấy tên nghèo khổ. Có cần phải vứt ta ra trốn khỉ ho của cái hay không? Bắt bản thiếu gia tự kiếm điểm. Vị quý nhân này có gì từ từ nói, ngài xem có thể thả Tam Bảo ra trước được không? Cô Tam Bảo là con chó à? Thả nó. Sẽ được tức cười. Nuôi một con chó và xem như con vậy. Cho người hay. Con súc sinh là dám đi tiểu trước vào quần của ta là đã không muốn sống rồi. Vừa hay ta muốn làm thịt nó. Xin chớ làm vậy, tôi bằng lòng đền tiền cho ngài cái quần. Bản thiếu gia giống kẻ thiếu tiền làm sao? Lăng tay tương trợ rồi. Ném chuột, chợ vỡ bình. Hãy xem thử phía sau quần đập mình bao. Rồi, là còn đi bộ nữa. Chỗ này bị chặn rồi, chúng ta đi đường này. Cái gì đây? Nhảy lên à? Một vài gói nội trung khu vực có thể làm bàn đạp để leo lên vị trí cao. Nói như kiểu đẹp. À, đá ra. Ây dồ. Cái nào bị ổn vương chỉ an toàn ta. Còn ngây ra đó làm gì, còn không mau cứu ta. Làm gì, ngươi muốn làm gì? Cha ta là đại quan, ta đã mất một cọng lông thì cả nhà ngươi đừng mong sống. Đừng có la lối, ta chẳng có hứng thú với cha ngươi. Thả con chó kia ra, ta sẽ tha cho ngươi. Thế nào? Thả thiếu gia trước đi, nếu không sẽ thịt con chó kia. Thịt, cứ việc thịt. Tuy rằng ta là người qua đường rút ra tương trợ, nhưng con chó kia cũng chẳng phải nhà ta, cũng chả có gì tiếc. Nhưng còn ngươi, một mạng đổi lấy một mạng chó, đường xuống suối vàng chớ có hối hận. Hối hận, chắc chắn là ta sẽ hối hận rồi đại ca. Mà mau thả con chó ra.
Sơn Bộ. Ta phải dạy dỗ tên tiểu tử này. Lấy cho ta, đánh hắn tàn phế. Mẹ. Ôi thằng này có skin ném tiền. Cảnh báo tấn công. Cái gì? À, màu vàng là có thể đỡ được, còn màu đỏ là không đỡ được. Ôi cầm cái thanh củi đam bé quá. Vãi trưởng, thằng này có cái skin ném tiền. Mẹ nghĩ nhà nếu có gì vừa điều kiện. Một thằng. Lợi hại. Cái gì đấy? Nói cho ta biết rốt cuộc trong chúng ta ai là ngai tàn phế. Không, không được phế. Đại ca, tiểu đệ nghe nói những giang hồ hiệp khách võ công cao cường như các người đều có lòng dạ tốt. Chắc huynh sẽ không chấp tiểu đệ chứ? Chỉ đùa vui với tiểu đệ sẽ thả đệ. Thế ngươi có từng nghe nói giang hồ hiệp khách gì gì đó, đã biết rất nhiều trò bàng ngôn tả đạo? Ta có ngứa không? Tai có ngứa không? Ngứa. Ngứa thật rồi. Có nghe qua Nam Cương cổ trùng chưa? Bây giờ nó đang ở trong tai ngươi đó. Ngoan ngoãn nghe lời, không thì chưa biết chừng nó sẽ chui vào trong đó. Đại ca, đại hiệp, đại gia, chúng ta ngày trước không oán, gần đây không thù. Muốn gì thì cứ nói, nhà ta có rất nhiều tiền. Có biết vì sao lũ công tử quyền quý các ngươi bị người đời ghét không? Không biết. Bởi vì quá nhàn rỗi, ăn không ngồi rồi, ăn no rừng mỡ, suốt ngày đi làm hại người khác. Không sao, ta sẽ tìm chút việc cho ngươi. Giờ thì ngày mai, ngươi cầm học phí đến Phương Ngân Quán cùng học võ với những người khác. 3 tháng sau đảm bảo sửa tính đổi nết, làm lại người mới. Ta không đi. Sau này nếu ngươi sửa đổi, ta sẽ lấy cổ trùng ra cho. Ta đi. Mày nhìn như kiểu dân sale ấy, đi bán đồ. Sau này đi xuống núi cái là có khách. Đi xuyên qua rừng cây phía đông để về nhà. Trời ơi, hóa ra mình đi tìm, mình đi cứu con chó. Biểu tượng quyển trục trên bản đồ cho biết nơi nhiệm vụ. Ok, có một quyển trục ở đây. Game này không có crack đâu ông ơi. Game này là mua trên Steam ấy. Bỏ tiền ra mua trên Steam mới chơi được. Ra đây. Ngô Thế Tổ, cái tên ác bá này dám hạ hiếp dân lành, hoành hành thôn làng. Hôm nay ta sẽ dạy cho thay trời hành đạo, còn không mau xin tạ. Lạc ca, huynh đời thế nào? Chẳng ra làm sao. Ngươi kể chuyện ở phố đông lại kể cho người kể nhăng kể quậy như thế. Lạc ca chớ có đi. Chẳng bao lâu nữa đệ sẽ tham gia kỳ thi để học nhập Phương Nhất Quán. Phương Nhân Quán. Từ Mao, ngươi đến Phương Nhân Quán rốt cuộc là muốn học sách thánh hiền hay là học kiếm? Tự nhiên là muốn học kiếm rồi. Có điều cha đệ nói Khúc tiên sinh cũng là người có học vấn, không thì ông ấy đã chẳng chịu cho đệ đi thi. Cha ngươi là thương nhân, chi bằng trước tiên ngươi hỏi ta xem vào Nam ra Bắc trên đường cái gì. Nhưng mà đại hiệp ở trong chuyện kể chuyện đều rất oai phong. Đó là chuyện thôi. Để mà kệ, để muốn học kiếm.
Lạc ca, nếu đệ thi không được, huynh dạy kiếm thuật cho đệ được không? Không cần những thứ Khúc Tiên Sinh dạy, cứ dạy đệ một vài thứ đơn giản thôi. Không thể. Tại sao? Chẳng phải ngày thường huynh vẫn dạy cho các sư đệ sư muội sao? Không giống nhau. Kiếm thuật nhập môn ta không dạy được. Sao lại không dạy được? Rõ ràng là huynh lợi hại như thế. Có thời gian bàn với ta chi bằng lo mà chuẩn bị khảo thí. Chứ của ngươi chắc vẫn xấu như run bò phải không? Thôi được, để đi luyện chữ. Thằng này tí được chọn là cái gì? Lạc ca, huynh suy nghĩ đi, có thể dạy đệ vài chiêu được không? Thế xong à? Biểu tượng kẻ địch màu cam, tức là màu vàng là yếu, màu cam màu đỏ là mạnh. Mấy con khỉ kệ cha nó đi. Hạt giống thảo dược. Có cơm sẵn rồi này. Đó là cho ta. Chủ nhân, người trở về. Ui, con gì đấy? Con này là con chuột chũi. Hôm nay có sò tôm và tôm tươi. Ta sẽ làm canh sò và bánh tôm. Phải rồi, còn có cả sườn thơm ngon nữa. Chủ nhân có thích không? Ngươi là một con chuột đồng mà cũng học đòi người ta nấu nướng cái gì? Không phải, không phải chuột đồng. Ta là Hoàng Kim Phi Thiên Tử trong yêu tộc. Tất nhiên là không bì được với đại yêu lợi hại như chủ nhân ngài. Đã bảo ta không phải là yêu, chớ có bán với ta mãi. À, anh không biết, anh đã chơi đâu. Chủ nhân đừng đuổi tôi, nếu không có ngài tôi sẽ chết, tôi đã chết từ lâu. Tôi có thể làm rất nhiều việc, nấu ăn giặt giũ, còn có thể giúp quét nhà, tôi đem nhà cửa. Đấy, tên ở chỗ phần hashtag này. Của kiếm kỳ đàm đấy. Tên tiếng Anh là Guzian Ba đấy. Ông nhìn ở chỗ hashtag ngay dưới video của tôi ấy. Nói chung câu chuyện nó như này. Tức là cái thành Thiên Lộc Thành ấy, tức là có tam giới đúng không? Tam giới thì có ma vực, nhân giới và tịch tà. Thì tịch tà là có nhiệm vụ là bảo vệ nhân giới trước ma giới. Thì cái thằng vua của Thiên Lộc Thành là thằng anh song sinh của thằng này này. Thì nó rất là mạnh, nhưng mà đánh đổi lấy cái sức mạnh đấy là nó bị một căn bệnh. Thì cái căn bệnh này khiến nó ngày càng yếu đi và sắp sửa chết. Thì nó phải tìm cái thằng này về để kế vị. Thì tìm thằng này kế vị thì thằng này có vẻ là không thích. Nhưng mà đấy, đại loại như vậy. Thì đến đây là chúng ta đang chơi đến đoạn này. Thưởng thức hương vị cũng được, thuộc tính cơ cái gì đó. Ăn được búp đấy đúng không? Ăn là được búp đấy. Ra ngoài lấy cần câu. Nhận được cần câu, cầm lấy mồi câu trên bàn. Chế độ tay cầm LT cộng B là câu cá. Ok à. Cần câu và mồi đang dùng được hiển thị ở góc bên trái màn hình. Ném cần câu theo như hướng dẫn rồi đợi cả cần câu. Bla 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 bla. LT cộng B. Nhấn A để quăng dây. Ok.
Ôi, con cá nó khỏe đấy. Tịch Tà Vương là tộc của ma vực á? Thế thằng anh thằng này nó là ma vực à? Chọn mồi câu. Đây rồi. À. Chết coi mày mày đế. B A. À nó thay đổi giữa A và B, thằng nào đấy mình bấm. Tại ao nhỏ Thê Hà câu được 1 cân 2 lạng 3 chỉ cá trích. Fuck. Câu thế thôi chứ. Câu gì câu lắm. Nhân vật chính là yêu quái à? Thế à? Cái đéo là nhân vật chính là yêu quái, cho cá sống vào. À, câu cá, câu ba con cơ. Câu ba con. Câu ba con. Đao ở hội game Mà Châu đi em. Em gõ hội game Mà Châu vào đấy mà đao. Sáu lạng một chỉ cá trích. À là toàn cá trích à? Vẫn là cá trích. Ok, thế thôi. Đó, vứt vào ao. Trở về phòng ngủ. Nghỉ ngơi. Chủ nhân ngủ rồi à? Cá ngoài cửa có phải là để cho tôi không? Ngày mai muốn ăn cá. Không muốn ăn. Trong dương bên cạnh còn có vài thứ khác. Lấy hết đi đi. Coi như đền đáp cơm nước mấy ngày hôm nay. Sau này đừng có đến nữa. Người muốn đi theo ta một đại yêu. Nhưng ta không phải. Chủ nhân. Chủ nhân nhìn lên trời xem. Bỗng nhiên có rất nhiều sao băng đẹp quá. Mau tránh ra. Ui. Gì đấy, thằng nào đấy? À cái thằng lúc nãy ở Thiên Lập Thành này này. Là đệ đệ của Huyền Qua đại nhân phải không? Ta đến đưa ngươi về Thiên Lộc Thành. Cút đi. Xem ra ngươi không chịu ngoan ngoãn đi theo ta. Vừa hay. Ta cũng muốn thử xem ngươi có đủ tư cách để đứng trước Thiên Lộc Thành đại trận hay không. Oh shit. Tao thừa sức đứng luôn. Ôi. Ok, sao không né được? Tôi đã hồi trở lực đã. Thế thì ta hồi thể lực xong đã. Ừ.
Nào. Rồi. Suýt chút nữa, nếu mà đánh trúng thật thì chẳng có mặt mũi mà quay về. Có điều theo cách nói của nhân giới, như thế cũng coi là thắng không vẻ vang. Suy cho cùng cũng là vương tộc, ta nên cẩn thận là hơn. Còn đi theo. Còn chú ý đi theo. À, đoạn vừa rồi nhớ lại. Ngươi có tư cách gì quản chuyện của ta ở nhân giới? Là có tư cách gì mà chê bai thầy của ta? Không, ta phải cảm kích ông ta. Xem ra ông ta đã chăm sóc ngươi rất tốt. Chỉ là nhân gian và ma vực khác nhau một trời một vực. Dĩ nhiên là khác biệt. Nơi ấy có rất nhiều người từ khi sinh ra đến lúc chết đi đều chẳng cần phải giành giật mạng sống, bình yên lặng lẽ sống hết một đời. Như vậy thật là tốt. Là tốt thật. Nhưng ngươi có thích không? Hô hoán đất trời, tung hoành tứ phương, chứng tỏ bằng kiếm tịch tà chính là thanh kiếm sát phạt. Sư phụ của ngươi lại mong thanh kiếm sắc này mãi mãi không rời vỏ. Ngươi thì hiểu cái gì? Ngươi tự cho mình là đúng. Có lẽ vậy. Tiếc tay, ta chẳng còn nhiều thời gian nữa. Bắc lạc, thua thì phải nhận. Ta sẽ bảo Vũ Lâm đưa ngươi đi hồi lang ở dưới thành một chuyến. Chắc sẽ giúp ích cho người. Huyền Qua, chẳng lẽ chẳng còn vương tộc nào khác? Sự sắp xếp này thật là nực cười quá. Ngươi tưởng ta có thể làm tịch tà vương thật sao? Nếu như ngươi không bằng ta thì cố gắng để trở thành ta. Nếu ngươi cảm thấy còn mạnh hơn ta thì sẽ còn vượt xa ta. Đệ đệ, ta ra cả Thiên Lộc Thành cho ngươi đó. Thế thằng Bắc Lạc này chắc chắn là kế vị thôi. Thằng anh nó có vẻ không qua được. Rời khỏi Ly Hòa Điện. Chủ nhân, con chật chuỗi. Sao ngươi lại ở đây? Tôi sợ tên tóc đỏ hại người. Y mở một lối đi, đem ngài đi, tôi bèn đi theo đến đây. Chủ nhân, họ bảo rằng nơi này là tịch tà thành, vậy ngài chính là tịch tà trong truyền thuyết rồi. Tôi biết ngay là ngài là đã yêu lợi hại. Nguyên hình của chủ nhân chắc là oai phong lắm. Chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy kích động rồi. Bắc Lạc đại nhân, lúc trước đã mạo phạm. Vương thượng sai tôi dẫn ngài đi cổ thác hồi lang dưới thành. Mạo phạm.
lời khách sáo này của ngươi rốt cuộc là dành cho người kế vị mà Huyền Quang quyết định hay là đối với ta? Đại nhân. Ủa, cái gì đấy? Thằng Bắc Lạc này cũng chổng phết đấy, đánh lén. Ta cũng biết không thắng được người, chưa chắc đã không giết nổi người. Tính cách này quả thật là cũng kiểu chẩu phết đấy. Ở yên trong thành, chớ có chạy lung tung. Có dịp ta sẽ đưa người quay về. Ngoan nào, hồi lang dưới thành chẳng phải là nơi con sắp như người có thể đi được đâu. Ta có dòng sắc chỗ nào chứ? Đó là con chuột chuỗi. Bắc Lạc đại nhân, mời đi theo ta. Lối vào cổ thác hồi lang ở phía giữa tây Thiên Lập Thành. Cái hồi lang đó bên trong là thứ gì? Điều này à, nghe nói chỗ cuối của hồi lang là đường thông từ ma vực ra ngoại giới mà tịch tà trấn thủ. Tuy nhiên nơi đó tràn ngập các loại năng lượng, không có tình huống đặc biệt chúng ta không được tới gần. Không đi phía dưới cùng à? Chỉ cần hướng xuống mấy tầng ở có một nơi sử dụng tín vật vương thượng thì ngài có thể vào. Về phần bên trong có cái gì tôi không biết, nhưng mà vương thượng sẽ không ngại hại ngài đâu. Vậy thì chưa chắc. Chạy đi mẹ chúng mày. Thành đéo thì không có kiểu ngựa hay là mẹ thú cưỡi nhỉ, rồng giết thì cưỡi nhỉ, đi bộ toàn được chạy. Thành đi rộng chạy phót cứt. Thế cái kiến trúc cái thành này nó rất giống cái kiểu thành của mấy bọn ép. Lan Tương đại nhân, tránh ra. Ai cho các ngươi ra khỏi thành lại còn dám chạy đến ngoài quang minh dã? Nếu không phải ta gặp phải trên đường về thành thì các ngươi đã xương cốt thành tro rồi. Huyết thống thấp kém thì nên ngoan ngoãn ở trong thành, chớ có chạy lung tung rước họa vào thần. Xin lỗi, tôi I53470 cạc rồi, I560 không chơi ở đâu. Cạc thế hơi yếu. Thì ông có thể xem tôi chơi được rồi. Đến lúc nãy là Lan Tương, tính tình cực kỳ hung bạo, hắn có huyết mạch vương tộc tịch tà, từ trước đến nay luôn coi thường bình dân. Tôi đoán hắn đối với ngôi vương vị còn chưa từ bỏ hy vọng. Vậy làm sao không dứt khoát cho hắn làm đại vương đi? Bắc Lạc đại nhân, nào là có dễ như vậy. Tịch tà vương phải dùng sức mạnh bản thân duy trì phong độ hộ đại trận của Thiên Lộc Thành. Huyết mạch không đủ nồng đậm, không đủ cường đại, trong nháy mắt sẽ bị rút khô. Không chết thì cũng còn nửa cái mạng. Vương tộc Bàng Chi cũng có mấy người, bao gồm cả tôi và Lam Tương, nhưng chúng tôi cũng không dám mắt cao hơn trán như hắn. Tức là huyết tộc phải, tức là máu phải nhiều. Đại loại máu phải nhiều. Bọn kia là họ hàng xa thôi, máu nó không nhiều bằng mình. Bắc Lạc và Huỳnh Qua. Nếu ma vực đã không có manh mối, có lẽ ngọn nguồn của hiện tượng lạ gần đây không nằm ở đó. Người vất vả rồi, hãy quay về nghỉ ngơi vài ngày. Có việc gì khác sao? Nghe nói bảo đệ thất tán nhiều năm của vương thượng đã quay trở về Thiên Lộc Thành, sẽ kế thừa ngôi vị tịch tà vương nhưng như chưa hoàn thành tức thỉnh yêu lực. Đúng là yêu lực thật. Tuy ta là Bàng Chi nhưng trong vương tộc cũng có thể cũng là chiến sĩ có chiến lược mạnh, tại sao không thể có cho ta một cơ hội nắm lấy vương kiếm trận? Chuyện này không phải lần đầu ngươi nhắc đến. Câu trả lời của ta vẫn như cũ, đây không phải là trách nhiệm của ngươi có thể gánh vác. Lùi xuống đi. Bọn này chỉ là cái chi tộc trò tách ra thôi chứ không phải là chi chính. Thành ra bọn nó không được kế vị. Thằng này thì có vẻ có tham vọng. Em nào đây? Vương Phi, Hoàng Hậu à? Nhìn như Tây nhỉ? Huyền Qua, thiếp mang cho chàng một bộ y phục sạch, có cần thay bây giờ không? Huyền Qua, nào. Vợ đẹp. Đẹp đấy. Nghe thương, nàng có trách ta không? Nhìn như Tây nhỉ? Đây chẳng giống với lời nói của vương thượng nhà ta.
Hơn 200 năm qua, nhanh thật, đến giờ ta vẫn còn nhớ, sau buổi lễ đi săn thành niên, chàng từ ngoại thành trở về. Tất cả tịch tà đứng bên đường hoan hô, chàng tay cầm vương kiếm, oai phong lẫm liệt. 200 năm bọn này sống thọ đấy. Còn ngày định thân hôm ấy, chàng bảo muốn đưa thiếp đi xem dáng mây, mà chỉ lúc ấy mới xuất hiện. Chàng biến thành nguyên thần đưa ta bay mãi. Kết quả vì muốn tránh cơn gió lớn đột nhiên xuất hiện mà xông vào lãnh địa của đại ma. Chàng đánh cho lũ ma tộc sống dở chết dở, đúng giữa một biển máu mà cầu hôn thiếp. Kiếp! Làm gì có ai như thế chứ. Nhưng chàng chẳng biết thiếp vui sướng thế nào đâu. Huyền qua, chàng chẳng biết được thiếp vui đến như thế nào đâu. Game này bao nhiêu anh chả nhớ. Trăm, 200 gì đấy trên Steam ấy. Nhưng mà game khá nặng đấy. Sống 200 năm thì thọ gì ông, trong chuyện toàn sống bằng chục vạn năm. Thế à, kinh nhỉ. À, 250k đấy, ừ. Nhưng mà cấu hình nặng phết đấy. Nếu mà máy không mạnh thì không nên mua, sợ mua xong lại không chơi được. Ờ, đi đường nào ấy? À đây, có mũi tên này. À không, đây là đường ra. Tại sao mình phải vào trong này nhỉ? Nhắm bắn, chế độ nhắm bắn. Nhấn tự định là LS để nhắm bắn. Ờ, ném đồ. Ném đồ gì? Có đồ mẹ thì đâu mà ném. Phá đồ vật, ok ok. Bọn này là bạch tuộc à? Bạch tuộc điện à? Ôi. Mạnh yếu quá, trong này nó cứ mạnh mạnh kiểu đéo gì. Nó không được yếu đâu. Ui. Đéo chơi nhá. Thằng kia chết rồi à? Sao cái con này mạnh thế? Để nó dùng xong skin này đã, mình vào. Ôi, không được. Con này khỏe đấy. Hết mẹ nó máu rồi. Chết rồi, tôi hết máu rồi. Ném đồ như nào nhỉ? À đây. Còn mà chết cả bà. Wow. Ôi. À, nó chết rồi, nó đi rồi. Mẹ nó. Có máu nhỉ? Gặp con ghẹ à? Mai có chơi Dark Souls không? Mai chắc là có không? 刚才那些
Những thứ vừa rồi cũng là yêu. Bọn nó à, là linh khí nơi này hấp dẫn tới. Đừng thấy chúng chủ động công kích thì là lá gan không lớn, hù dọa một chút là chạy thôi. Hù cái cứt thì nó mạnh mẽ trưởng. Ui, cái tường bị rơi xuống dưới. Ôi, mẹ hết máu rồi, đánh cái ghét đó bọn này. Đéo có skin hồi máu ấy nhỉ? Không, trang bị. Có chạy qua được bọn này không nhỉ? Chạy mẹ qua, nhớ phải đánh. Chạy đi em ơi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, hết máu rồi. Nào. Thật không đây? Có ma chơi lấy máu à? Ôi, nó gần bọn đấy lắm. Cứ từ từ đã. Ăn kiểu gì áo gì? Ăn kiểu gì? À ừ, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, ok. Đấy, như kiểu thắng máy nhỉ? Đéo đánh đâu, bọn này mạnh mẽ trưởng ấy. Té đi. Nó còn nó đứng nó ôm luôn cả cái bình ấy kìa. Bựa thật. Chạy đi Vũ Lâm ơi. Chỗ này vì sao không hoàn toàn phong bị lại? Chứ có không gian thông lộ cái địa phương. Chính khí và chúa khí giao hội không có không gian thông lộ, thành khí và chọc khí giao hội có đôi khi sẽ sinh ra hỗn độn. Thông lộ quá to lớn vô luận thế nào hơn nữa, chúng ta cũng không phải gì tịch tà, chúng ta cũng không thể bị mạnh hiếp yếu. Sau gần mai tôi chơi tiếp Oda đấy, tôi còn đang dở một game Oda chưa chơi xong. Chiều mai tôi chơi Oda. Đa tạ cứu mạng. Tìm tới chỗ bảo tàng của Thương Cầu. Ôi! Ôi! Xa thế. Ủa, sang kiểu gì đây?
À đây, nó có đường vẽ này, mình không để ý. Ôi, lắm yêu quái thế. Skin rậm rậm này của nó đau vãi chưởng ấy. Ua. Phi này chả biết mất cái gì nhỉ. Còn mà đánh bọn này khó đấy. Khi thanh máu, khi thanh máu xanh dương ở dưới thanh máu con quái đầy thì nó ra skin đấy. À, hóa ra đấy thanh skin đó à. Ok ok ok, hiểu. Rồi bây giờ đi đâu đây? Máu đây này. Rồi đi tiếp ở đoạn nào đây? Đi đây. Ngoài đéo đâu. Map ở đâu nhỉ? Ôi. Đường nào nhỉ? Như đường này đấy. Cái này là cái gì? Có hồi được máu không? À đây là có máu rồi. Chỗ này vẫn tối, chắc là đúng đường rồi đấy. Thành xanh là nó dùng skin đúng không? Rồi để thử đánh nó xem mà. Mình biết lúc nào nó ra skin là mình thắng ngay mà. Thank you.
Ok. Chả có máu gì cả, mà bọn này thì rất là đông. Rồi, tốt nhất là cứ té ra, không đánh bọn nó nữa. Ông thích chơi game trùng à? Ừ. Thế là game nào tôi cũng chơi. 北洛大人，应该快到了。信号区有点。Sắp đến rồi, tín vật chỉ một có một chỗ. Chút nữa tôi cũng có thể cùng ngài tiến vào, được thôi. Bên trong nếu có biến, chờ ta sẽ chém được đầu tiên. Sao có thể? Tôi nghĩ mà, hoàng thượng cho mà an bài, khẳng định có cái đạo lý. Game này là game off em ơi. Ồ, cái cửa nhìn như kiểu vào đầu boss, cảm giác giống đầu boss trong Dark Souls ấy nhỉ. Tiến vào. Ra chỗ cỏ cây này. Cái viên này là thằng Huyền Quan nó cho mình đấy, chả biết cái tác dụng gì. Ui, hóa ra yêu quái à. Cái đéo gì thế? Sao lúc đéo là cũng phải đánh nhau thế? À, cái này parry được. Cái này parry được, parry được, parry được như đất sâu luôn. Gì đây? Ôi, cái này không đỡ được. Này phải né, tôi chết rồi. Ui. Rồi, từ từ. Nó hết là tôi phải né ngay. Làm sao nó? Có phạm vi, cái này có phạm vi. Cái đỏ là không đỡ được. Ok. Sao mình lại có nửa lít này?
Hardcore Dark Soul lại không chơi được mày à? Ôi, quên mất cái này không đỡ được. Ấy, à, fuck. Đánh con này cứ chạy sát bo là không chết à? Sát bo đúng không? Game này chỉ có nam thôi. À không, anh cũng không biết nữa. Vì anh cũng đã, anh cũng mới chơi mà. Con này khó thế. Căn bản là mình không có máu. Mình đâu có máu, cay thế nhỉ. Oh my god! Really fucking kidding me! Chấp mà gần đầy máu luôn. Nó đang định dần dần ra đây nó vượt tôi này. Cho mèo. Ấp. Thế là mình ít máu quá. Mẹ nó. Xong né. Bấm né rồi lại không được. Có chiêu cống từ xa không có. À có nhưng mà nó cứ kiểu gì ấy. Cái này đang định vào đầu cấu tôi này. Mình cũng bắt được skin nó rồi, cứ từ từ. Cứ bình tĩnh. Tôi cũng nắm được sơ sơ skin nó rồi. Nó chỉ có 3 cái chiêu thôi. Đây là cái chiêu nó định đến gần tôi, nó vả tôi này. Đó, nó vả xong rồi chúng ta có thể đập được. Rồi chúng ta chạy. Đó, nó ra đây nó vả tôi tiếp này. Đá này. Đó. Rồi. Để xem nó hét hay là nó vả. Đây nó hét thì chúng ta chạy xa ra. Đá này. Đá tiếp đi, con bít. Nào, hét hay là vô. Hét à, hét thì đi xa ra. Đá này.
Đá tiếp đi con bít. Rồi. Hét hay vô. Vô vô vô. Rồi vô. Đá này. Rồi, hết đây vô. Vô, vô, vô. Hết. Đá. Ok, head level. Head thì lại đơn giản. Đá. Thế thôi. Beat thì láo. Nắm được bộ skin đó là mình chơi được nó ngay gì đâu mà. Quả nhiên là giả thần giả quỷ. Ui, chuồn chuồn à. Ui. Rồi mấy cái này có uống máu không? À máu đây rồi, máu đây rồi, máu đây rồi. Đồ họa khá là đẹp. Được đấy, game chung mà đồ họa khá đẹp. Đấy, bướm bướm bay ra nhìn rất đẹp. Chuồn chuồn chứ. Em nào đây? Sao đi đến chỗ này lại gặp được gái? Mặt sáng như phim Avatar. Uầy, đi trên mặt nước luôn. Đi đến đâu chuồn chuồn bay đến đấy. Ngươi không phải là Huyền Qua, trông rất giống. Ngươi là huynh đệ của y. Ta là ta. Còn cô là ai? Ta là Vân Vô Nguyệt. Huyền Qua không kể với ngươi sao? Nếu có ai tay cầm Thận Châu tiến vào Bạch Mộng Trạch thì ta sẽ tuân theo ước định khi xưa với y, đi theo đối phương một thời gian. Lời này nghĩa là làm sao? Huyền Qua bảo ta giúp đỡ đối phương. Ta thấy ngươi yêu lực yếu ớt, hẳn là phải bảo vệ ngươi. Cái gì? Thì ra là vậy. Hắn lắm trò thật, ta đến đây chỉ muốn xem hắn rốt cuộc định giờ trò gì, chứ chẳng muốn tìm một cái đuôi. Giúp đỡ cũng được, bảo hộ cũng thế, chẳng cần phải làm gì cả. Bắc Lạc ta muốn làm gì thì chỉ dựa vào bản thân, à tất cả các chúng ta sự. Ta đã hứa với Huyền Qua, ước định giữa các ngươi thì liên quan gì đến ta? Em này có vẻ cái gì đây? Ảo ảnh à? Quả thực ước định giữa ta và Huyền Qua không can gì đến ngươi. Nếu ngươi không thích nhìn thấy ta, cứ coi như là không tồn tại. Ý nó là tất cả nó vẫn cứ đi theo mình. Nhưng mà kệ cha mày có nhìn hay không thì ta vẫn cứ đi theo.
đi đường này, mũi tên chỉ hướng này, rơi khỏi đầm lầy. Cuối cùng ngài cũng ra rồi, vào đó lâu như thế, ta đang lo đây. Trải qua bao lâu rồi, cũng phải hơn một ngày một đêm. Một ngày một đêm. Đi theo là gánh nặng à. Chơi game này mà không muốn tốn tiền mua thuốc thì chăm điều tra để hút máu. Ừ. Chỗ này nó toàn cái bình máu uống luôn thôi. Theo con đường tắt à? Con đường tắt là con đường nào? Là con đường này đúng không? Bách Lạc đại nhân, ở trong đó rốt cuộc có thứ gì? Một cô gái. Cô gái? Ai vậy? Nàng bây giờ ở nơi nào? Có xinh không? Nàng đẹp lắm. Không đúng. Thiên Lộc Thành sẽ là có thể nữ tử mà tôi không biết. À, ý tôi là tại sao có nữ tử tại cổ thác lôi hồi lang mà ta lại không biết? Gì đây? Đau tim à? Bị lộ đại nhân. Bắc Lạc đại nhân. Ngài Huyền Qua có chuyện rồi. Cái gì? Huyền Qua chết rồi à? Chuyện gì thế? Sức khỏe của Huyền Qua rốt cuộc chết rồi. Chuông báo tử à? Wuzian 3. Ngay dưới video đấy, nó có hashtag tôi để đấy này. Khi tức ta nhìn thấy y hoàn toàn chẳng giống đột nhiên sẽ. Vương thượng, từ sau khi thủy tổ ma đả thương 10 năm trước vẫn luôn phải dùng thuốc để áp chế thương thế. Thành thử quá trình suy yếu hết sức chậm, nhưng một khi bộc phát. Và rồi, ngay cả vết thương nhỏ ngày ấy cũng đã không thể tự bình phục. Tịch tà thành niên có yêu lực hộ thân vốn dĩ chẳng phải như vậy. Âm thực quan. Tôi còn tưởng đại nhân đã sớm rời khỏi Thiên Lộc Thành. Tiếng chuông này mỗi lần nghe đều khiến người ta không vui. Một ngày sau.
đi theo Nghệ Thương tới đỉnh Tốn Phong Đài. Đây là vợ của Huyền Qua này. Phong Cổ, chúng ta đến thăm ngươi. Để ngươi đem lại sinh mạng của hào chính. Năm nay, ngươi để tôi tạo ra nhiều phiền phức. Hiện tại là tình hình. Nhân vật ở trong game là nhân vật nào nó cũng làm rất là đẹp. Chứ nó không kiểu kể cả nhân vật NPC phụ phụ nó cũng làm đẹp. Là Vương Phi. Vương Phi, Vương Thượng ngài. Đây là Bắc Lạc, đệ đệ của Huyền Qua, tân vương của Tịch Tà tộc. Bắc Lạc đại nhân, ngài trông rất giống Huyền Qua đại nhân. Có điều Tiểu Nguyên và Tiểu Trân nhà bên cũng là huynh đệ, họ thì lại không giống thế này. Không giống nhau. Huyền Qua, Bắc Lạc là huynh đệ song sinh. Chúng ta xếp hoa ở đồng đà kia cho Huyền Qua đại nhân. Đứa bé ngoan. Sau này Bắc Lạc đại nhân cũng sẽ dẫn theo chúng con chiến đấu chứ. Đánh đuổi hết lũ ma xâm phạm Quang Minh Giã. Bắc Lạc đại nhân, những thứ này tặng cho ngài là ngày thường tiểu nhân thu thập. Ngài nhận lấy đi. Cường hóa vũ khí. Bây giờ có thể áp dụng cường hóa vũ khí. Bọn chúng đều là cô nhi, cha mẹ chết ở trên chiến trường. Ngài biết đấy, Tịch Tà sau khi chết bình thường sẽ không thể lưu lại thi cốt. Chúng ta chỉ ở trên đường núi phía này dựng lên bàn thờ đá tế bái người thân. Tức là chết là hóa thành khói bụi luôn. Đi theo di nguyện của Huyền Qua, chỉ mình ngài đi lên phía trước. Lũ trẻ thế kia cũng phải ra chiến trường sao? Bây giờ thì chưa, ít nhất cũng phải 30 năm nữa. Vãi trường. Tịch Tà 64 năm thành niên, sau khi chứng minh thực lực của mình trong nghi lễ đi săn thì có thể tham gia chiến đấu. Bởi sức mạnh của Tịch Tà, chỗ nào cho thiên hạ chẳng thể sinh tồn. Tại sao cứ phải ở chỗ này? Tuy không phải tất cả ma tộc đều nhòm ngó đến thông đạo không gian to lớn, nhưng ma vực quả thực quá rộng lớn. Cho dù chỉ có một phần ma, một phần vạn ma tộc từ chỗ này tiến vào tam giới thiên địa nhân, cũng sẽ dẫn đến trong đục đảo lộn, không gian hỗn loạn, hậu quả không thể tưởng tượng. Kẻ mạnh như thần tộc tất nhiên sẽ có cách ứng phó, nhưng còn rất nhiều yêu tộc, thú tộc, nhân tộc e rằng sẽ gặp đại nạn. Những điều này chắc Huyền Qua ít nhiều cũng đã nói với ngài. Mấy nghìn năm trước, Tịch Tà lựa chọn dựng thành ở đây, quyết chí coi giữ thông đạo, duy trì sự cân bằng nơi này. Nếu đã định ra mục tiêu thì đời đời kiếp kiếp giữ vững nơi này. Tịch Tà rất mạnh, nhưng địch nhân trong ma vực cũng nhiều không đếm xuể.
Dưới bầu trời xanh, trên mảnh đất vàng, phàm là yêu tộc sống chết không thể tránh khỏi. Sinh ở nơi này, ắt phải chiến đấu. Sinh ở nơi này, bị định yêu trận. Tiếp tục đi lên. À, máu này này. Ôi. Con gì đây? Con này con gì? Kỳ lân à? Nghe nói người muốn ta canh giữ thi di thể. Chết thì cũng chết rồi. À, hóa ra đây là nguyên thần của thằng Huyền Qua. Ui, là con này to này cả. Rốt cuộc cho đến sau cùng, chuyện năm xưa cũng hé ra nửa lời. Chẳng giải thích, không biện bạch, kẻ làm ca ca như người thực là. Huyền Qua, ok. Huyền Qua là con kỳ lân à? Hấp thụ sức mạnh luôn à? Thế này... Huyền Qua... Lại bot à? Ô, ma tộc, ma tộc. À, có giáp bảo vệ. Ôi, nó xuyên thủng rồi. Vãi trưởng. Thằng Huyền Qua chết cái là cái lưới bảo vệ thủng hết. Ừ, bận thì cứ nghỉ đi ông. Tinh uẩn, nay có thể quản lý tinh uẩn. Nhấn vào mục tinh uẩn trong giao diện thống để ta... Tinh uẩn là cái mẹ gì? Ui, bắc lạc. Điểm à, tinh phách hiện có 1. À, xuất kiếm nhanh tấn công 2 lần về trước. Kỹ năng đã học và bây giờ chúng ta có thể học được cái gắn tinh phách vào để học kỹ năng tảo đình. Tụ khí trên thân kiếm, vung kiếm chém 2 lần tất cả kẻ địch trong phạm vi lớn xung quanh, mỗi đòn đánh chúng tần suất thương tổn lên tăng lên 10%, tăng lên nguyên khí. Xuất kiếm về phía trước, khí thuộc tính. Nhanh chóng lao đến thì tấn công và đánh lui kẻ địch nếu địch không bị công chúng. Truyền một ít tịch tài yêu lực cho vũ khí nhận được hiệu quả 20 phát dương bạo kích trong 20 giây. Linh nộ này hay này. Áp phát này.
lúc này tôi là đọc được có thể cường hóa được vũ khí đúng không? Tấn công có thể up lên này. Lên cấp 2. Ok. Còn gì nữa? Có thể như cảm giác như có thể chế được món ăn ấy. Rồi. Level 2 có skin mới. Ui. Kỹ năng chiến ý, nhận được kỹ năng chiến ý trong chiến đấu trên cộng phí mặc định là LS và RS. Cái này cái như hóa nộ à? Hai bấm hai cái nút để bấm cùng một lúc. Búp phát kiếm đam lên 200 luôn này. Được đấy. Này cái gì đây? Cái này không có tác dụng gì à? Theo ta đến chốt trận địa. Đó là dùng phương pháp đặc biệt để giữ cho thi thể huyền qua không đỗ nỗi tan biến ngay. Mục đích thực sự không phải là để cho hắn ta đến canh giữ di thể phải không? Không phải cho ta đến canh giữ di thể phải không? Phải. Là ta là để cho ngài có thể có được yêu lực còn sót lại của y. Tại sao? Ta hoàn toàn chẳng biết cách để hấp thụ yêu lực từ người nơi khác. Ta không nên. Những điều này là để tuân theo di nguyện của y. Vậy nên huyền qua hoàn toàn không còn tồn tại đúng không? Đi thôi. Đi đâu? Cái này như cái teleport thôi nhỉ? Chuẩn mẹ luôn. Chuyển cơ quá sức, hoàng diện quay lại.任务其中妖力还能支撑一段时，魔族侵袭了你如此迅猛，这路长达，怕是要我吃不住。接下来要怎么做？等到了擎天剑术，以便竭尽所能，将妖力注入王剑天内，断了不可继续余额。我知道，你还没有完全觉醒，如今却只能尽力一试。
Vì thế mới tụ quái và đánh. Let's go. Teleport này không dùng được. Ui, tự nhiên quái. Chỗ này là cái gì? Ô, có bút máu trong mình. Thơm. Một con nữa đây. Làm thế. Ở đây xong rồi. Map đi đường nào đây? Tới chốt trụ Càn Khôn trận. Đi đường bên phải. Như tôi có nộ là bây giờ tôi phải từ tu tụ skin tôi dùng phát nộ. Chết con bà mày đi. Yêu mà. Tiến lên anh em. Và cẩn thận, mấy ngày gần đây rất nhiều hạ đẳng ma phát sinh dị biến, thường được so với trước kia tăng cường không ít. Nếu là hạ đẳng, hẳn không phải đủ khó đối phó. Đơn thả độc đấu tự nhiên không đáng nhắc tới, nhưng hạ đẳng ma ít khi làm một mình hành động. Nếu là tiến công, tất nhiên sẽ kết thành số đông. Đại loại là nó dùng động, số lượng. Hết nộ rồi, đánh tay vào này.
Hướng đó là từ Âu Phòng. Cô đi đi, ta sẽ tự đi. Ủa, ai đây? Em này mạnh đấy. Âm Thực Quân, ta sẽ đi cùng y. Vương Phi không cần lo lắng, hết sức cẩn thận. À, có đồng đội, có đồng đội. Xem đây. Chết hết. Mình có lên được level không nhỉ? Đội ngũ có cái gì hot? Tinh uẩn có gì hot không? Ủa, có một điểm này. Nhanh chóng lao đến tấn công và đánh lui kẻ địch nếu đánh trúng. Vân Vô Nguyệt, Thiên Trọng Kích, huyễn hóa ra tiết tiện trọng kích kẻ địch trước mắt. Kỹ năng khống chế ngọa tuyết, kỹ năng phối hợp nhanh chóng di chuyển đến cạnh mục tiêu của Bắc Lạc rồi tấn công pháp thuật, gây ra tổn thương thuộc tính thủy và đóng băng mục tiêu. Kỹ năng phối hợp này có thể sử dụng 30 giây một lần. Ok, kỹ năng phối hợp là dã thôi. Lại có cái gì mà gắn tinh phách vào ấy? Gắn tinh phách là con mẹ, không có tinh phách. Đó. À đúng rồi, cái vũ khí có áp được tên tiếp không? Ô, áp được tiếp à? Nhưng mà phải đá xịn hơn cơ. Đá của mình không đủ. Đi tiếp thôi. Ơ, em kêu rồi. Nhìn thì vẫn ở đằng sau mà sao không thấy đâu nhỉ? Trên map nó vẫn hiện này. Bây giờ phải kiếm đi, em đang búp máu ấy. Phải lên đỉnh của cái trận pháp này để chấn lại, không cho bọn yêu ma nó vào. Không ổn rồi. Ủa, kiếm này. Không biết mình đổi thành kiếm được không? Làm tên đại nhân, thế này quá nguy hiểm.
Tiếp tục thế này, đại trận ắt sẽ sụp đổ. Thế nhưng ngài... Thằng này cố gắng lại chết mẹ bây giờ. Vương kiếm. Vẫn không được. Nó vẫn vào được. Đã bảo không ược rồi, cố. Lại yêu quái à? Chết rồi, nó lấy được kiếm nữa. Ui, à không được, không được, nó không lấy được. Tuổi. Nhanh, nhanh, nhanh. Lại đánh boss rồi, có máu không nhỉ? Có một, à có 4 bình máu, được, 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 chơi được. Không có máu mà chơi được. Đấy, mấy con này lấy nộ. À, mình có nộ rồi. Không dùng nộ vào mấy con này. Để dành, chỉ đánh con kia. Xa thế. Tele này. Cắt cành thì chém một phát chết một con. Người đi đi. Kiểu con này chặn hậu. Thế thì mình solo với boss rồi. Nhìn xem đây là ai nào. Từ gần chút nữa. Tôi có 4 bình máu nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ không dùng 4 bình máu lúc đầu. Cái tân đầu tiên đánh boss thì chúng ta cũng nên dùng máu. Phải xem chiêu thức của nó thế nào đã. Surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker! Cho mèo! Cho mèo! Cho mèo! Cho mèo! Cho trẻ con à! Cho trẻ con này. Lại là một tên tịch tà vương. Tịch tà vương nhỏ yếu như vậy. Ôi. Mẹ con này có 2 phây à. Oh fuck you bitch.
kỳ kích. Ôi nó hồi máu. Chứ bẩn thế. Biết cái trò con này rồi. Con này dễ đối phó. Đấy, nó nhảy xuống thì... Ui. Từ nhá. Máu liên tục thế. Thật kỳ lạ, không ngờ lại tràn đầy căm hận đối với thân tộc. À, bọn họ đã bỏ rơi ngươi lúc còn nhỏ, xua đuổi ngươi ra khỏi Thiên Lộc Thành, còn muốn đuổi tận giết tuyệt, khiến ngươi không thể lớn lên trong hoàn cảnh bình thường mấy trăm năm như đứa si ngốc. Con này đang tẩy não mình à? Khiến ngươi không thể lỡ câm miệng cho ta. Sau đó ngươi được nhân tộc nuôi dưỡng, qua rất lâu mới thực sự khai ngộ, lại quyết định phong ấn thiên tính của mình lại, là một con người. Tại sao lại có một tịch tà ngu ngốc như vậy? Làm người có gì hay chứ. Sức mạnh của tịch tà vương là thứ hiếm có, xuyên qua thiên địa, đến đi tự do. Chi bằng chúng ta hợp tác. Good. Chớ vội từ chối. Dù sao ngươi cũng oán hận tịch tà tộc, lẽ nào không muốn thấy chúng gặp báo ứng? Thiên Lộc Thành mất đi vua của mình, lại đang bị quần ma tấn công. Chỉ cần ngươi giúp ta nhổ thanh kiếm trước mắt, nơi đây sẽ thất thủ. Khôn như mày quê tao đầy. Đến lúc đấy ma giáng lâm, ở lại ma vực cũng được, đến nhân giới tiêu dao cũng tốt. Ta đều coi ngươi là chủ nhân thế nào. Con quỷ này nó đang không rút được kiếm, nó đang kiểu lừa mình rút kiếm. Đi rút thanh kiếm ra cho ta. What? Đọc suy nghĩ à? Thế thì chứng tỏ những gì con nên nói là đúng à? Mau lên, có gì mà phải do dự. Cô rút ra rồi. Đưa cho ta.
Không được, kiếm này tao chấn luôn. Kiếm này là của tao. Đưa đây, đặt vào tay ta. Đâm luôn, hay lắm. Ngươi nghe cho rõ đây. Thù oán giữa ta và tịch tà là chuyện riêng của chúng ta. Muốn báo thù rửa hận đều không đến lượt ngươi, người ngoài. Phí lời. Mi là cái thá gì mà dòm ngó và suy nghĩ của ta. Ngươi bé nhỏ, có biết chăng ta thích dẫm đạp lên lũ cường giả luôn tự cho mình là phải như ngươi đấy. Ta phải giết ngươi. Xa lên đi. Rồi bây giờ bố mày có kiếm được rồi. Mày kiếm đam mày to hẳn này. À mình có nộ. Tí đi dùng. Sao này? Sao này? Ôi. Rồi. Để hóa thành người nữa. Hết mẹ máu rồi, đừng. Đừng chơi như vậy anh ơi. Chết. Đúng người được chọn có khác. Đi đây. Uầy, lại tạo thành cái vòng cảm giác còn mạnh hơn đi. Sợi, như kiểu cái bàn tay. Ngài tỉnh rồi. Đại trận. Chớ lo lắng, không sao cả rồi. Ngài cứ nghỉ ngơi. Nếu đã có thể tỉnh lại nhanh như vậy, chắc không còn gì đáng ngại. Chỉ có điều vừa rồi hao tổn quá nhiều, cần phải tinh dưỡng vài ngày. Ta muốn gặp Nghệ Thương. Để ta tìm cô ấy. Vừa hay đem tin tức ngài tỉnh báo cáo cho họ biết. Mọi người đều rất lo cho ngài. Tản bộ.
Trong này có gì liếm không? Trò này cả. Thiết kế cái phòng chi tiết phết đấy. Bắc Lạc đại nhân, ngài còn nhớ cháu không? Bị chột rồi à? Mắt của ngươi làm sao vậy? Bị ma tộc đả thương, có điều tinh tuyết đại nhân chữa cho cháu rồi, chỉ là chưa thể tiếp xúc với ánh sáng, phải che lại một chút. Bắc Lạc đại nhân, lần cháu cũng giết được một con ma đó, có phải lợi hại lắm không? Được rồi, ngươi khoe khoang cái gì trước mặt đại nhân? Đại nhân còn giết được một con tâm ma cao cấp. Tất nhiên là không thể so được rồi. Ta chỉ nói thôi mà. Không, người rất lợi hại. Đi thôi, đừng quấy rầy đại nhân mãi. Tạm biệt Bắc Lạc đại nhân. Đi xung quanh một chút. Có Chính Xuyên cô nương như vậy, y sư tại, thật sự tốt rồi. Nó không cho nhảy xuống. Sao ngài lại ngồi dậy rồi? Tôi đang định đi đến Ly Hỏa Điện. Thương tích nhỏ thôi. Thương thế của ngài dễ trị, còn yêu lực sử dụng quá độ thì nhất thời không thể khôi phục được. Đúng vậy, lúc này không thể lơ là khinh suất. Không ngờ lại có một con tâm ma cao cấp chui vào được. Sức mạnh của tâm ma không nằm ở vũ lực mà ở chỗ đặc biệt của nó. Hai chiến sĩ kia vì lo cho Lam Tương, tâm thần hoảng hốt mới có để cho nó có cơ hội. May mà ngài giết được. May là có vương kiếm trong tay. Tiếp theo có dự tính gì không? Sức mạnh của ta chỉ e là không thể duy trì đại trận lâu dài. Hiện nay sức mạnh của vương kiếm tiêu hao rất nhanh, lại thêm dị biến không rõ nguyên nhân của một số ma tộc, tình hình không có chút lạc quan. Ngài muốn thức tỉnh yêu lực cũng chẳng phải chuyện một sớm một chiều, trừ phi có ngoại lực ra cố đại trận. Nói đến điều này, chỉ cha năm xưa xây dựng một trận pháp còn sống không? Thiên Lộc Thành tuy là một tòa thành trì của yêu tộc, song năm xưa kẻ lập nên đại trận cho chúng ta lại là một con người. Nhân tộc. Phải, một vị tiền bối thời cổ từng cùng tịch ta chống lại ma tộc. Ở nhân giới, ông ta được gọi là Hiên Viên Hoàng Đế. Giả như có phương pháp gì có thể gia cố đại trận cũng chỉ có thể đến từ hậu nhân của hoàng đế. Nhưng dù sao thời gian đã trôi qua lâu như thế, đối với tịch tà cũng là một khoảng thời gian rất dài. Đối với nhân tộc thì là cả ngàn năm, chỉ e cố nhân mịt mù. Không có chút manh mối nào sao? Lần cuối cùng tịch tà tộc của chúng ta gặp một hậu nhân của hoàng đế cũng đã cách đây hơn 400 năm rồi. Hơn nữa, khi đó trong số họ cũng chẳng có ai nghiên cứu về trận pháp này nữa. Chuyện này tôi từng nghe qua Huyền Qua đại nhân nhắc đến, năm xưa hình như còn để lại tín vật cho nhau.
Chỉ cần huyết mạch của họ chưa tuyệt, tìm theo lưng lực trong đó là có thể tìm ra tín vật còn lại. Đưa thứ đó cho ta, ta đi nhân giới. Tiếp theo phải chuẩn bị đại điển kế vị, ngài là tân vương. Việc này có quan trọng bằng đại trận. Dù sao ta ở đây cũng có nhàn rỗi vô sự, nếu lại có ma tộc để tấn công, ta cũng chẳng có yêu lực bảo vệ Thiên Lộc Thành. Vương thượng, các ngươi cứ lo việc của mình, ta rất quen thuộc nhân giới, còn nước còn tát. Quyết định này quá là vội vàng không? Sống là phải vội vã, đâu có cho chúng ta lựa chọn. Cứ quyết định như thế đi. Chuẩn bị, chiều nay. Đại nhân, bức là vương thượng. Ha ha. Thế này là đi tìm người. Hậu duệ của hoàng đế, hiên viên. Đi tới Tốn Phong Đài. Rồi, ok, tập này dừng đây thôi anh em. Hẹn anh em ở những buổi clip của Cổ Kiếm Kỳ Đàm ở những tập sau nhé. Nếu xem thấy hay thì bấm nút subscribe, nút chuông thông báo kênh của mình nhé. Rồi, xin chào anh em và hẹn anh em ở những buổi clip tiếp theo. Bye.